Chiều ngày 16 tháng 10, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023. Đến dự có bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 của thành phố được diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2023, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ghi nhận những đóng góp của các tổ chức cá nhân đối với công tác an sinh xã hội của thành phố trong thời gian qua, đồng thời kêu gọi các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, tích cực tham gia cùng chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương. Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố đã tiếp nhận kinh phí đăng ký ủng hộ vào quỹ vì người nghèo thành phố đến từ các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Dịp này, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh cho các doanh nghiệp có thành tích đóng góp vào công tác an sinh xã hội của thành phố trong thời gian qua và trao tặng 56 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được trích từ Quỹ vì người nghèo thành phố.